An đã có một chiếc Honda City giá mềm cho chị để chị tham khảo này. Honda City CVT 2018 chị nhá. Chiếc này của Man thì đang đi 68.000 km. Máy móc là zin tuyệt đối nhá. Nên em đã sờ ba dọn dẹp sẵn cho chị rồi. À, cam kết xe thì cam kết cho chị là máy zin. À, khung xương cột kèo keo chỉ zin. Đấy, và hộp số nguyên bản. À, cabo cũng là zin này chị này. À, cabo zin này, tem cabo này chị này. À, chiếc này của Man thì keo chỉ không mất phần nào chị ạ. À, máy móc là zin đét này chị nhá. Chiếc này thì bác chủ xe bác có độ đèn xi nhông nên là ở đây thì sẽ có những chi tiết như là người ta sẽ phải mổ cái đèn này ra để thay bằng cái cụm đèn pha xi nhông rất là sáng này, đặc biệt là đi buổi tối hoặc là đi những cái cung đường tối cũng như là sương mù thì cực kỳ phát huy tác dụng anh chị nhá. Honda City CVT 2018 giá là 379 triệu đồng, 379 cho chiếc này. Và em này thì đồ chơi rất nhiều nha, lên đèn lên bốn lốp mới, lên bốn lốp mới cho chị luôn này. Đây, chiếc này lên bốn lốp mới tinh cho chị này. Bốn lốp mới, mâm đa chấu cho chị nhá. Honda City được đánh giá là một chiếc xe có thiết kế đẹp mắt, trẻ trung, rộng rãi và mức tiêu nhiên liệu tốt. Em này có Man đang đeo biển số 60 Đồng Nai chị nhá. 60 Đồng Nai, xin nhăn gương tích hợp ở phần gương chiếu hậu. Mè mưa phim cách nhiệt cũng đã được trang bị rồi. Các tay cửa đều là mạ chrome made, và có khóa cảm biến thông minh. Đây, Honda City chị nhá. Bản thường 2018 màu vàng. Đó. Đèn hậu sau sẽ là đèn led và trang bị sẵn như chị lipo, bốn mắt cảm biến sau và đuôi gió đã được lên rồi ở trên mẫu này. Đó. Xe đầy đủ đồ chơi hết anh chị nhá. Xe thì Behrman mới để đây, cũng gần như là mới dọn xong thì anh em đưa lên đây thôi. Xe thì nguyên bản anh chị nhá. Anh chị cứ mang xe đi kiểm tra cho Man. Xe lỗi thì Man hoàn thiện 100%. Quan trọng nhất là với một chiếc xe này thì Man đều cam kết chất lượng đây này. Ở đây thì vẫn còn đèn zin nha chị nhá. Bởi vì là phần đuôi sau này chủ xe cũ họ đã lên sẵn cho chị cái cụm đèn hậu led này rồi. Đấy, lên cụm đèn hậu led nên là vẫn còn đèn zin. Đấy, còn đèn zin cho chị luôn. Bốn mắt cảm biến sau, lipo cũng đã được lên rồi. Mua một chiếc xe đã có dụng mà chủ xe họ lên nhiều đồ chơi thì làm cái lợi thế rất là lớn nha chị. Rất là lớn nha. Đây. Gầm đây chị, gầm rất mới luôn. Đấy, gầm cực kỳ đẹp luôn. Ở trên chiếc xe này. Chất xe Đồng Nai thì gầm bệ đẹp lắm chị ạ. 2018 chị ạ. Đây, cho chị tham quan này. Nội thất thì em xe này đã được lên sẵn bộ ghế da hai màu cho anh chị rồi. Ghế da hai màu. Trần thì zin nguyên bản nhá. Trần thì zin nguyên bản. Nhiều chiếc xe thì chủ cũ họ lên trần thì nó nhìn nó thực sự rất là xấu. Ở đây may mắn là bác chủ xe bác chỉ lên ghế da thôi. Nó sàn được trang bị rồi. Em này thì cái khoảng không, khoảng sáng chân và khoảng sáng trần thì quá là ấn tượng đúng không chị. Các bậc lên xuống đều ốp inox chống trời xước này. Đấy. Ở đây thì cũng là bọc da hết đây chị, nguyên bản chỉ là lỉ thôi. Đây, keo chỉ là bao zin như chị từng phân một. Keo chỉ là bao zin luôn nhá. Đây, anh chị cùng quan sát cho em Man phần cửa này. Keo chỉ là zin không mất phân keo vẫn chỉ này. Ở trên mẫu Honda City. Các chi tiết là nguyên bản. Ok, đúng không ạ? Lót sàn, ghế da lên rồi. Đầy đủ hết cho chị. Từ khi an toàn, em này của em Man được trang bị cho anh chị màn hình 10 inch này. Các chi tiết cục cần số này. Đây chị có thể quan sát cái màn này mới lắm. Cực kỳ đẹp luôn. Cam hành trình có sẵn rồi. Đấy. 379 em này thì anh chị mua thì em ăn bớt cho chị cái tiền thuế trước bạ để chị về ra tên nhá. Vì em này thì đồ chơi cũng rất là nhiều với hai xe đẹp liền này. Em ăn cũng không có bớt được quá nhiều. Quan trọng nhất là báo cái giá để bán cho anh chị thôi, đỡ mất thời gian. Chứ cũng không phải là báo giá cao lên để chị cần phải bớt nhiều đâu. Keo chỉ zin nhá. Anh chị làm mình ưng thì cứ qua xem xe lái thử rồi thương lượng giá với em An. Em An thì cũng rất là nhanh gọn thôi. Nói chung làm sao mà anh chị mua được chiếc xe đẹp và em An thì cũng bán và có biên lợi nhuận. Đấy là cái điều mà em An cũng chia sẻ rất là thật lòng. Đấy. Thời điểm này thì làm ăn rất là khó khăn đúng không ạ? Thị trường cũng chậm nên là em An cũng làm sao mà mong là anh chị cũng yêu thương ủng hộ em An. Đấy, đây. Lịch sử bảo dưỡng hẹn 70.000 nha. Các chi tiết nút bấm này, chế độ eco này. Còn khá là đẹp, nói chung là rõ nét. ABS cân bằng điện tử đầy đủ hết 68.000. 741 km lại màn hình 10 inch rồi. Ok, xe rất là đẹp. Nói chung là xe sẵn để chị mang về sử dụng thôi, không phải làm gì cả, đúng không ạ? Bốn lốp mới tinh này. Được chưa? Rồi, Honda City CVT 2018. Chiếc này của Man đang có mức giá cho chị là 379 triệu đồng. Anh chị nếu yêu thích và quan tâm về mẫu xe này thì lên trực tiếp showroom nhà Man để xem xe lái thử và có thể là chốt cái giá tốt nhất. Với chiếc xe này mà anh chị cần làm góp thì hiện tại em An có thể hỗ trợ góp cho chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh thôi.
Còn những chị nào ở xa thì hiện tại ngân hàng sẽ không hỗ trợ với đời 18 nha, phải 19 trở lên. Đèn này đèn nét nhưng mà đèn nét đổi màu chị ạ. Đấy, chị có thể màu xanh, màu tím, màu đỏ này, đổi màu rất là đẹp. 379 đấy chị nhá. Rồi một nữa cảm ơn chị rất nhiều. Và em An chị gặp lại chị ở những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại anh chị.